ChatGPT họ đã làm được một việc rất là xuất sắc. Đấy là gần như các câu chữ họ nói, câu chữ mà ChatGPT nói thì giống hệt như con người. Và thứ hai nữa là cho dù kiến thức, nội dung kiến thức sai thì ChatGPT cũng nói rất tự tin, các câu chữ cảm thán mọi thứ hệt như là một con người đang nói. Rất là tự tin. Và đặc biệt hơn nữa là ChatGPT có thể nói được ở mọi lĩnh vực. Điều rất là khác biệt ở đấy là mọi lĩnh vực. Kể cả những lĩnh vực như là lập trình chẳng hạn này, hay là nghệ thuật này, là ChatGPT cũng làm được. Đấy thì tôi nghĩ là nếu sâu chuỗi ngắn gọn ấy, thì đấy là điều khác biệt mà tạo ra sức hút của ChatGPT.